Xin chào mọi người. Hôm nay là mẹ Pinox sẽ giúp các bạn chia sẻ về những cách để chúng ta lựa chọn các quyển sách đọc tô, tô màu, tô chữ số, chữ thường, chữ hoa cho con của mình. Và mình sẽ review vào cái bộ này mà mình đã mua cho con nhé. Rất là ưng ý và tốt. Cũng như là chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình mình dạy con tại nhà. Hãy nhấn đăng ký kênh và cùng theo dõi hết chia sẻ nhé. Dạy con tập tô, tập vẽ, viết chữ không phải là một điều dễ dàng nhưng cũng không quá khó khăn nếu ba mẹ chúng ta dành đủ thời gian này và sự yêu thương quan tâm cho con của mình. Nhiều người nghĩ con đi học mẫu giáo, mầm non này hoặc vào lớp 1 thì thầy cô ở trường sẽ có chuyên môn và sẽ dạy con của mình và lớn lên tự con sẽ biết. Tuy nhiên, điều này không hẳn là đúng. Chúng ta cần có sự phối hợp giữa đi học nhà trường và ở nhà nữa, ở nhà với ba mẹ. Cũng như là những em bé mà chúng ta chưa đi học ấy, khoảng dưới 3-4 tuổi thì ở nhà chúng ta cũng cần cho con chúng ta làm quen dần với các màu vẽ này, cây bút, chữ cái, con số, sách vở. Chúng ta chỉ là vừa chơi vừa học vừa chơi thôi, không tạo áp lực cho con, vui vẻ nhưng vẫn phải có kết quả tốt một chút nhé. Bằng cách nào? Chúng ta hãy chuẩn bị những công cụ hỗ trợ và cần thiết nhất cho con, lựa các loại bút. Đặc biệt đầu tiên là chúng ta sử dụng bút chì này, so với các loại bút có màu, màu đỏ, màu xanh, màu đỏ, màu xanh, màu đen, các loại màu vẽ, vở sách và tạo hứng thú cho con. Chọn vở thì chúng ta cũng cần lựa chọn đúng độ tuổi này, dễ nhìn, đơn giản, hình thức, màu sắc cũng rất là bắt mắt như này thì mới gây hứng thú cho em bé, cho con của mình được nhé. Đồng thời là chất lượng giấy cũng phải là tốt và không độc hại. Cụ thể với em bé mà như em bé nhà mình khoảng 3-4 tuổi thì trước hết là chúng ta sẽ tập trung về sách tô màu này, sau đó là sẽ về sách tập tô chữ. Mình sẽ chia sẻ về sách tô màu trước nhé. Sách tô màu đây, mình chọn 5 quyển sách tô màu này cho em bé nhà mình. Sách tô màu thì đương nhiên là chúng ta sẽ dùng màu sáp, chúng ta nên dùng màu sáp hơn nhé. Màu sáp nó cũng dễ tô hơn, hoặc là với những chi tiết nhỏ thì chúng ta có thể dùng màu nước, màu nước thì nó nhanh hết hơn thôi. Về các loại sách tập tô ấy thì nó có rất là nhiều những chủ đề này, các bà mẹ có thể để ý có rất là nhiều chủ đề như này nhé. Tập tô về các loại quả này, các loại quả thì cho bé tô, tập tô về đồ dùng học tập và phương tiện giao thông, các chủ đề về động vật hoặc là kỹ năng sống này, tức là cái hoạt động hàng ngày ấy, nghề nghiệp, về thời trang, quần áo hoặc là các loại hoa để con chúng ta tô theo nhiều chủ đề khác nhau. Cái này là tùy bố mẹ thôi, chúng ta mua chủ đề nào cũng được mà lên theo cái sở thích của con mình ấy. Nếu con mình thích các loại hoa thì có thể mua loại hoa, còn bé trai thích cái về các phương tiện giao thông ấy, thì chúng ta có thể chọn các quyển tập tô mà có phương tiện giao thông như thế này. Ví dụ coi nhà mình con trai thì bé rất là thích tập tô về các loại xe ấy, xe tải, xe ô tô, máy bay, các loại thuyền, thì chúng ta chọn lựa màu sắc rất là chuẩn này và đẹp nữa để tạo hứng thú cho em bé nhà mình. Về bên trong ấy, đây, với sự tập tô như thế này, với quyển tập tô đầu tiên này thì chúng ta phải có sự chỉ hướng dẫn, chỉ bảo của ba mẹ trước. Bởi vì em bé thì đôi khi sự về màu sắc ấy cũng chưa thể linh động và chuẩn màu được, thì các mẹ hãy cần xem hình ở dưới này này để chúng ta chiếu lên đây và có sự hướng dẫn cho con. Chỗ nào là màu đỏ này, chỗ nào là màu đen thì mình chỉ cho con và gợi ý cho con để tô vào đây và tô đúng theo cái viền của họ. Họ đã viết này, những lần đầu thì đương nhiên là những bé chúng ta chưa thể tô được im hết vào đây và có thể trườn ra ngoài, lem ra ngoài thì cũng không sao cả nhá. Quan trọng là con chúng ta đã cầm bút được tô màu và có sự hứng thú, thế là tốt rồi. Sau dần dần thì đương nhiên là bé chúng ta sẽ tô đều và đẹp hơn. Với những chi tiết to thì chúng ta có thể tô xoáy xoáy hình tròn, còn khi ở những ở góc cạnh thì chúng ta dạy con miết rìa bên ngoài nhẹ nhẹ thôi thì nó sẽ không bị vướng ra ngoài. Thì đồng thời với việc học màu sắc để tô vào như này thì chúng ta có thể dạy con màu sắc tốt hơn này. Cũng như là chúng ta mà đi ra bên ngoài thì thấy các phương tiện như này
thì nó màu sắc như nào thì có thể để con tư duy, tưởng tượng và sáng tạo. Đặc biệt ở đây là có từ dạy luôn này, xe máy, đây là cái xe máy ý, hoặc đây là cái trực thăng này để dạy em bé nhà mình luôn tên của các loại phương tiện này. Vừa dạy về màu sắc vẽ này, vừa chúng ta dạy về tên các loại phương tiện cũng rất là tiện. Tàu vũ trụ này, xe trộn bê tông, ở ngoài đường có rất là nhiều xe trộn bê tông như này thì nó màu gì? Trong này thì nó màu sẽ khác ngoài đời phải không? Tùy mức độ tương đối thôi để chúng ta giới thiệu cho con. Đó, chúng ta cần phải quan sát con và chỉ con chúng ta nên tô này màu gì màu kia nhé. Tương tự nó, đây là quyển về chủ đề giao thông cho trẻ từ 3, 4 tuổi, 5 tuổi đều có thể tô được. Tiếp theo với cái chủ đề nghề nghiệp. Nghề nghiệp, mỗi cái quyển này thì giá nó cũng không hề đắt đâu, chỉ 90.000 thôi. Chúng ta có thể ra các hiệu sách để lựa chọn nhé. Quan trọng là màu sắc nhìn nó rất là đẹp và giấy đẹp, giấy đẹp chất lượng. Về chủ đề nghề nghiệp, như bạn có thể thấy nó rất là nhiều những tiểu tiết nhỏ như này, bài kẹp nhỏ này thì ba mẹ cần phải hướng dẫn con nhé. Đó, sau đó thì ở đây là có tên của các nghề nghiệp rồi thì mình có thể dạy trường thêm cho con. Đây là gì này? Cầu thủ thì đá bóng đó. Với quyển các loại hoa đi, hoa cho các bé gái thì tương tự, hoa thì rất là nhiều màu sắc và hứng thú cho các bé. Nó cũng nhiều cái tình tiết cánh hoa này sẽ giúp em bé chúng ta tỉ mỉ hơn, cẩn thận hơn, nề nếp hơn. Và đôi khi những em bé nhà mình thì sẽ không thể tô đúng hết như này, con có thể sáng tạo thì cũng không sao cả. Nhưng mà chúng ta chỉ nên khuyến khích là phải tô giống như này để cho con áp vào giống. Nếu mà con chúng ta tô khác màu đi thì chỉ nên nốt lần này thôi nhé, lần sau thì chúng ta phải tô giống thì nó mới là đúng được. Đây có rất là nhiều hình để chúng ta tô vào sẽ rất là đẹp. Chủ đề động vật này, các loại động vật ở bên trong này để con mình học về các động vật, thế giới động vật luôn á. Đó, về chủ đề kỹ năng sống, tức là các hoạt động hàng ngày thôi. Đây, bé chúng ta sẽ rất là thích tô như này. Các mẹ phải chuẩn bị về màu sắc đủ cho con này. Những màu nào mà không có thì chúng ta nên gợi ý cho con nè. Một là chúng ta sẽ chống này, hai là con có thể sáng tạo màu gì đó thêm vào trong này nhé. Đó, đó chính là với các tập tô màu cho em mà các bạn nhỏ từ 2,5 đến 3 tuổi trở nên là mình đã có thể sử dụng rồi. Còn với các quyển về tập tô, tức là tập tô chữ và số như thế này ấy, như là đây là tập tô theo mẫu chữ này. Mẫu chữ, đó. Mẫu chữ thì bên này nó cũng rất là tiện lợi vì nó có hình ảnh này, chúng ta lại có thể tô màu được thêm nữa nhé, tô màu thêm ở phần bên này nữa. Đó, vừa có thể tô chữ vừa có thể tô màu để luyện cho con. Với những quyển tô này nhà mình mua hai cái giống nhau luôn, tức là nếu mà con viết hết tờ này rồi thì có thể viết sang tờ quyển này nữa, hai quyển giống nhau để tạo cái sự lặp lại cho con sẽ tốt hơn. Hai quyển giống nhau này nên đây cũng là một mẹo để các ba mẹ chúng ta mua cho con nhé. Hai quyển giống nhau, hết quyển này thì chúng ta sang quyển kia và nó có sự lặp lại và nó giống nhau thì con sẽ tô, chắc tô lần thứ hai chắc chắn là sẽ đẹp và rõ hơn. Khi mà ba mẹ chúng ta đã lựa chọn được các quyển tập tô màu và tô chữ cho con ý, thì chúng ta cần phải chú ý những điều sau. Trước hết là phải có chỗ ngồi cho con đảm bảo, bàn ghế hợp lý này, với chiều cao, độ tuổi của con, tư thế ngồi của con đúng cách, rèn đúng ngay từ nhỏ để nó sẽ không ảnh hưởng đến các vấn đề về cột sống hay là thị lực mắt của con nữa. Rèn thói quen tốt cho con, học tập là chúng ta phải ngồi vào bàn đúng tư thế, mắt cao, thân lưng thẳng, đầu thì không gục sát xuống bàn giấy, tránh ngồi hay là nằm xuống đất hay là xuống giường để tô viết học nhé. Tập cầm bút cho con nữa, chúng ta tập cầm bút cho con đúng cách. Với những
Cái này thì chúng ta cần thời gian và người lớn làm mẫu cho con nữa. Trẻ nhỏ dưới 3 tuổi thì chúng ta chưa nên cho con tự cầm các loại bút, đặc biệt là các bút bi, bút chì, mà bởi vì nó có thể ấn xuống rất là sắc nhọn. Nên cho con tiếp xúc với màu vẽ trước, màu bút màu trước, bởi vì nó dễ cầm hơn mà nó cũng không sắc nhọn, để con chúng ta có thể tự tô màu vẽ này, tự nguệch ngoạc những hình mà theo hình theo ý muốn của con ấy, tự tô theo những nét màu, tô theo những điều mà con thích theo muốn nữa. Có thể là hình nguệch ngoạc và không đúng mẫu thì chúng ta có thể sử dụng những tờ giấy A4 để cho con chúng mình tập tô, tập viết hình thù thế nào cũng được. Nói chung cái giai đoạn 2-3 tuổi thì có thể cho con cầm bút màu và nguệch ngoạc vào đây. Còn sau từ 3 đến 3,5 tuổi thì chúng ta mới cho con sử dụng về các loại bút tốt hơn, đặc biệt là bút bi. Vì lúc này con chúng ta đã lớn hơn rồi, kiểm soát được cái sự nguy hiểm nữa, bút và nghe lời người lớn hơn. Để tập tô, tập viết những nét đầu tiên, chúng ta hãy cho con dùng bút bi, nó sẽ chắc gọn hơn. Nên nhớ là chúng ta khuyến khích là tô trước. Tô trước, viết sau. Tô chữ, tô màu theo hình và theo những chấm, những chấm chấm ở trong các quyển tập tô nó có này. Cái này tô rồi nhá, nhưng cái mà chưa tô này, theo cái nét chấm chấm, nét chân chấm ở trong các quyển tập tô đều có nữa. Và chúng ta hãy hướng dẫn con bắt đầu theo hướng dẫn của người đàn đây này. Đầu tiên là nét một kéo lên rồi kéo xuống, và bắt đầu từ cái chấm tròn đầu tiên này, tô theo hình chấm chấm này, theo đúng nét của người ta. Ba mẹ hãy làm mẫu trước, mẫu và sẵn cho con để con chúng ta có thể bắt chước lại theo nhé. Chúng ta ngoài việc là để con mình tô và vẽ theo những cái những chấm mà có sẵn sẵn đó, ở trong những quyển này còn chấm sẵn ấy, thì chúng ta cũng cần tự khuyến khích của con mình vẽ và tô những thứ mà con muốn theo ra một tờ giấy, có thể là ra vỏ ô ly hay là ra tờ A4 đơn giản như này thôi, để con chúng ta sáng tạo, thỏa sức sáng tạo, vẽ những hình dạng cơ bản, những đồ vật ở trong nhà quen thuộc ấy, hoặc là các con vật, con mèo hay là con gà, rồi là để con tự viết chữ nữa. Bắt đầu hãy bằng các loại chữ in hoa cho con nhé. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang chữ thường và theo sự định hướng của mẹ. Từ nào mà nó khó, có những nét giống nhau thì chúng ta cần giải thích cho bé hiểu. Giải thích một lần chưa được thì chúng ta phải giải thích nhiều lần nữa. Bởi bé độ tuổi cũng rất là nhỏ thôi nên cần rất là nhiều thời gian. Ba mẹ chúng ta cần có sự kiên trì và bình tĩnh. Những bé mới học viết thì còn rất là hay viết ngược nữa, tức là quay ở bên này thì bé đã viết quay bên kia rất là ngược, và con mình cũng thế thôi. Đó là lý do chúng ta cần có sự kèm cặp với em bé của chúng ta. Một lần không được thì nó phải nhiều lần lặp đi lặp lại. Ví dụ số 6 và số 9 đó, số 6 thì hình tròn sẽ trồng lên trên và số 9 sẽ trồng lên dưới. Và đôi khi em bé chúng ta có sự nhầm lẫn, và đôi khi sẽ có những bé, những bạn nhỏ mà chúng ta ham chơi, không chịu tô cũng không chịu viết, viết khoảng không nghe lời người lớn ấy, ngồi vào bàn là thích chơi ấy. Thì đây là một vấn đề rất là khó khăn và ba mẹ chúng ta cũng rất là thắc mắc. Thì chúng ta cần phải dựa theo cái sự sở thích của con nữa. Con không chịu ngồi bàn, không chịu cầm màu, không chịu cầm bút đúng cách ấy, tô thì lem nhem, thì chúng ta cần làm mẫu cho con trước và gợi ý con nên làm thế này, nên làm thế kia này. Hãy để cho con chơi đi, con chơi thỏa thích xong rồi con sẽ vào học. Và chúng ta hãy cầm tay con để hướng dẫn, đồng thời phải có sự khích lệ, khen con và có những phần thưởng nữa. Đơn giản là một món ăn con thích chẳng hạn, đó, khen con. Nếu mà con biết chữ đẹp thì cũng phải khen, nhưng mà khen sao cho nó đúng cách nhá, và lần sau để con chúng ta mà tích cực và tiến bộ hơn. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bố mẹ về một số những kinh nghiệm hướng dẫn khi mà chúng ta dạy con, cũng như là chọn sách, tập tô, tập viết cho con. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào thì có thể để lại phần bình luận ở phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.